Kính thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Khánh, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam. Kính thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên chủ nhiệm khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, và thưa tất cả các quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì tôi được phép trình bày về trong cái buổi hội nghị của chúng ta về tiêu đề là chẩn đoán và điều trị bệnh lý ruột viêm ở trẻ em. Nội dung của bài trình bày thì xin phép đi qua ba vấn đề, đó là tiếp cận chẩn đoán bệnh ruột viêm ở trẻ em, điều trị bệnh ruột viêm cũng như là chúng ta theo dõi và có những yếu tố tiên lượng nào để đánh giá kết quả bệnh ruột viêm ở trẻ nhỏ. Chúng ta đều biết rằng định nghĩa bệnh ruột viêm thì là tình trạng viêm mãn tính ở đường ruột và không rõ nguyên nhân. Nó gồm ba nhóm bệnh. Nhóm bệnh thứ nhất là viêm loét đại tràng chảy máu, nhóm bệnh lý Crohn và nhóm bệnh lý ruột viêm không phân loại. Về tình hình bệnh lý ruột viêm thì có xu hướng tăng trên toàn thế giới, đặc biệt tại các quốc gia phát triển. Và đặc biệt những cái dữ liệu gần đây thì cho thấy rằng số liệu các bệnh lý ruột viêm ở trẻ em cũng như ở người lớn tại các quốc gia đang phát triển có xu hướng ngày càng gia tăng. Ở trẻ trai thì với bệnh nhóm bệnh lý viêm loét đại tràng chảy máu thì trẻ trai gặp nhiều hơn trẻ gái, trong khi đó ở nhóm bệnh lý ruột viêm thì trẻ gái lại gặp nhiều hơn ở trẻ trai. Chúng ta chưa có dữ liệu về bệnh ruột viêm ở Việt Nam chúng ta. Các đặc điểm của bệnh lý ruột viêm ở trẻ em là thường xuất hiện ở cái giai đoạn đỉnh điểm ở tuổi 20. Tuy nhiên là cái giai đoạn tiềm tàng trước đó có thể bị nhầm lẫn với tất cả các nhóm các bệnh lý khác và dẫn đến cái tình trạng mà chẩn đoán muộn. Do đó người ta thường ví bệnh ruột viêm ở trẻ em như là một tảng băng nổi vậy. Và có rất nhiều yếu tố tham gia vào cơ chế bệnh ruột viêm của trẻ em. Đầu tiên phải nói đến các cái yếu tố về di truyền, do các cái việc đột biến gen hay là do các cái tính tăng nhạy cảm của các gen và dẫn đến các cái thoái triển trên cái diễn biến của cái đường ruột. Vấn đề thứ hai mà người ta phải nói đến đó là hàng rào bảo vệ của ruột, bao gồm có tính thấm của ruột, các tế bào tiết nhầy, các cái tế bào Paget hay là cái quá trình đại thực bào ở quá trình của ruột hay tự tiêu tại ruột. Yếu tố môi trường như là thức ăn, nước uống, chế độ sinh hoạt, thuốc hay là các cái khói thuốc thì có thể ảnh hưởng đến cái hệ vi sinh đường ruột. Và đặc biệt là sự tác động đến hệ miễn dịch tại ruột, vì chúng ta biết là 80% các tế bào miễn dịch ở trong cơ thể thì nằm tại ruột với các cái miễn dịch thông qua các cái đáp ứng miễn dịch để tiết ra các cytokine viêm hay là các interleukin viêm. Và cho đến nay thì người ta đã tìm thấy một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ giữa yếu tố gen với lại miễn dịch, hệ vi khuẩn trí đường ruột cũng như là chế độ ăn của bệnh nhân để dẫn đến những cái biến đổi về bệnh ruột viêm. Như chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều các cái đột biến gen, đặc biệt người ta nói đến đột biến gen NOT2 hay là MUC19. Rồi trong cái quá trình đột biến gen này thì nó dẫn đến cái sự thay đổi của hệ miễn dịch, như là chúng ta sử dụng các thuốc kháng sinh, quá trình tự thực bào hay là các đáp ứng miễn dịch của cơ thể, và cùng với đó chế độ dinh dưỡng, một chế độ ăn nhiều taurocholic acid hay là tryptophan và giảm chất xơ thì dẫn đến các cái biến loạn ở trong cơ thể. Và chính những biến loạn này thì dẫn đến thay đổi hệ vi khuẩn trí đường ruột và từ đó tác động lại trở lại cái hệ miễn dịch, gây ra các biến đổi trong cơ thể. Bệnh ruột viêm thì có liên quan đến rất nhiều các bệnh lý khác mà người ta có thể nhận thấy ở đây, như là các bệnh viêm khớp tự miễn, các bệnh lý viêm da, các bệnh lý tiểu đường hay là các cái bệnh lý hen, Behçet hay là các cái bệnh lý lupus ban đỏ hệ thống. Và cho tới nay thì người ta phát hiện tới hơn 200 gen khác nhau có liên quan đến bệnh lý ruột viêm như Crohn hay viêm loét đại tràng chảy máu. Và khi chúng ta nhìn vào những cái sự xuất hiện của các đột biến gen này thì nó dẫn đến các biến đổi trong cơ thể, ví dụ như là quá trình thực bào, ví dụ như là ảnh hưởng đến hàng rào của ruột hay là ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, và từ đó thì dẫn đến các cái biểu hiện của bệnh ruột viêm xuất hiện sớm hay xuất hiện muộn, có hẹp, có giò hay là có đáp ứng với các thuốc điều trị hay không. Và cái sự thay đổi miễn dịch ở trong các cái tế bào ruột thì người ta nhận thấy rằng ở cái đường ruột bình thường thì có sự kết nối chặt chẽ giữa các tế bào biểu mô, có một lớp nhầy bảo vệ cho làm cho vi khuẩn không thể xâm nhập vào trong cơ thể, và với sự cân bằng của hệ vi khuẩn trí đường ruột thì sẽ tạo ra các axit béo chữ ngắn, các chất kháng khuẩn, và vì vậy cái đáp ứng của đường ruột hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên trong trường hợp của bệnh lý ruột viêm thì rối loạn của hệ vi khuẩn trí đường ruột, sự lỏng lẻo giữa các tế bào biểu mô, các cái vi khuẩn, các tác nhân gây bệnh sẽ có cơ hội tiếp xúc với các cái tế bào miễn dịch ở trong đường tiêu hóa của chúng ta, và vì vậy dẫn đến cái quá trình biến loạn nó nhiều hơn. Vậy thì trong cái tiếp cận bệnh lý ruột viêm ở trẻ em thì như thế nào? Chúng ta đã biết rằng quá trình diễn biến của ruột viêm là một quá trình liên tục và tùy theo giai đoạn xuất hiện mà sẽ có các biểu hiện lâm sàng khác nhau, và hậu quả cuối cùng đó là hẹp ruột, giò, áp xe hay là chúng ta phải phẫu thuật. Và trong cái mục tiêu điều trị của chúng ta hay là mục tiêu chẩn đoán của chúng ta là làm sao chúng ta phát hiện được bệnh ở giai đoạn sớm và từ đó chúng ta có thể có được những cái can thiệp điều trị hợp lý trên những đối tượng này.
Vậy thì tiếp cận và chẩn đoán bệnh ruột viêm quan tâm đến yếu tố gì? Đầu tiên là khi chúng ta nghi ngờ bệnh nhân có các triệu chứng ruột viêm mà lát nữa tôi xin phép sẽ trình bày ở sau, thì chúng ta phải hỏi tiền sử một cách kỹ lưỡng, khám lâm sàng một cách đầy đủ, làm các xét nghiệm cơ bản như công thức máu, máu lắng, CRP, albumin cũng như là men gan. Luôn luôn nhớ là bệnh lý ruột viêm thì xuất hiện các triệu chứng trên đường tiêu hóa như tiêu chảy phân có máu, do đó cần phải làm các cái xét nghiệm loại trừ các nguyên nhân khác mà gây ra tình trạng bệnh tương tự, như là chúng ta phải soi tươi phân, cấy phân, định lượng Clostridium difficile hay là cấy Clostridium difficile hay là làm các cái xét nghiệm để loại trừ lao ruột. Để phân biệt được bệnh ruột viêm hay viêm lết đại tràng chảy máu thì buộc phải phụ thuộc vào nội soi đại tràng cũng như là chẩn đoán mô bệnh học, xét nghiệm calprotectin, một protein phản ứng viêm tăng trong các cái bệnh lý ruột viêm, hay là chúng ta làm siêu âm, chụp cộng hưởng từ, nội soi đường ruột để phát hiện các cái biến chứng của bệnh lý này. Và đặc biệt bệnh lý ruột viêm thì còn có các cái tổn thương ngoài ruột, do đó dẫn đến các cái biến đổi ở gan, ở khớp và ở mắt. Và vì vậy, vừa phải có đánh giá lâm sàng, vừa phải có đánh giá về mặt xét nghiệm. Như vậy thì những dấu hiệu lâm sàng gì gợi ý ruột viêm? Có thể là triệu chứng tiêu đi ngoài phân có máu, đau bụng, tiêu chảy, gầy sút cân, chậm tăng trưởng, giò hậu môn, loét miệng, các cái tổn thương ban ngoài da, sốt kéo dài, thiếu máu hay là viêm hay đau khớp. Và tần suất của các cái triệu chứng này thì sẽ khác nhau giữa nhóm bệnh ruột viêm và viêm loét đại tràng chảy máu. Ví dụ như triệu chứng đi ngoài phân máu và triệu chứng đau bụng và tiêu chảy thì thường hay gặp hơn ở nhóm viêm loét đại tràng chảy máu. Trong khi đó thì nhóm triệu chứng giò hậu môn, loét miệng và chậm tăng trưởng, thiếu máu thì lại hay gặp hơn ở nhóm ruột viêm. Các biểu hiện ngoài đường tiêu hóa như là chúng ta nhìn thấy loét miệng, các ban trên da, các tổn thương loét trên da, các cái biến đổi ở khớp hay là các biến đổi ở mắt, màng bồ đào. Và cho các cái nghiên cứu trên thế giới phân tích với một số lượng bệnh nhân rất là lớn thì người ta nhận thấy rằng là các cái triệu chứng tại ruột thì cũng là những triệu chứng thường gặp. Tuy nhiên, với những bệnh nhân mà có các triệu chứng ngoài ruột như đau khớp, viêm khớp, hồng ban rạn nút thì chúng ta cần phải lưu ý, vì cái nhóm triệu chứng này hay gặp nhất ở những cái bệnh nhân Crohn. Nhưng mà những triệu chứng như xơ đường mật tiên phát, viêm tụy hay viêm gan mãn tính thì lại có xu hướng gia tăng ở nhóm bệnh lý viêm loét đại tràng chảy máu. Vậy thì tại Bệnh viện Nhi Trung ương, khi mà chúng tôi quản lý các bệnh nhân thì chúng tôi còn nhận thấy vấn đề gì nữa? Người ta còn nhận thấy rằng kể cả các nghiên cứu trên thế giới hay các nghiên cứu trong nước thì đều ghi nhận thấy rằng tỷ lệ suy dinh dưỡng sẽ tăng khá cao ở các nhóm bệnh nhân có bệnh lý ruột viêm, cho dù đó là viêm loét đại tràng chảy máu hay là bệnh lý Crohn. Vậy thì tại sao bệnh nhân ruột viêm lại dễ bị suy dinh dưỡng như vậy? Đầu tiên phải nói đến là đó là do tình trạng dinh dưỡng kém, trẻ có thể chán ăn hoặc là kém hấp thu. Do tình trạng viêm thì tiết ra các interleukin viêm, các TNF alpha, và chính những interleukin, các TNF alpha này sẽ tác động vào các tế bào gan, tác động đến tuyến nội tiết và dẫn đến cái quá trình chậm dậy thì. Trong quá trình điều trị của bệnh ruột viêm, chúng ta còn sử dụng các thuốc corticoid hay các thuốc chống viêm khác thì nó có tác dụng là ức chế và ảnh hưởng đến sự phát triển của sụn. Và như phần đầu tôi nói, khi mà có liên quan đến các yếu tố di truyền như các đột biến gen CAG15 hay là OCTL 1/2 thì sẽ làm ảnh hưởng đến cái quá trình tăng trưởng của cơ thể. Và vì vậy, việc đánh giá cái sự phát triển thể chất có bình thường hay không trên những bệnh nhân nghi ngờ bệnh lý ruột viêm là cần thiết. Luôn luôn nhớ rằng bệnh lý ruột viêm phải phân biệt với các nhiễm trùng có biểu hiện giống như bệnh ruột viêm tại ruột, đó là những tiêu chảy kéo dài nhiễm khuẩn do Salmonella, Shigella, E. coli, Campylobacter, các nhiễm Clostridium difficile hay là Entamoeba histolytica. Và đặc biệt trên những bệnh mãn tính nữa mà người ta cần phải loại trừ là đều có biểu hiện của viêm hồi hồi manh tràng do lao hay là ischemia. Và trong một cái quá trình quản lý với hơn 50 bệnh nhân tại bệnh ruột viêm tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì chúng tôi nhận thấy rằng triệu chứng trẻ thường hay có đó là tiêu chảy phân lỏng nhưng mà không có nhầy, không có máu, có thể có tổn thương quanh hậu môn, có nếp da thừa hậu môn, đau bụng. Và đặc biệt ở nhóm bệnh bệnh nhân mà có bệnh Crohn thì tiêu chảy phân không có nhầy máu, tổn thương quanh hậu môn và nếp da thừa trong hậu môn là những dấu hiệu mà có giá trị cho chúng ta trong vấn đề chúng ta gợi ý chẩn đoán. Các triệu chứng như nôn, bụng trướng, ấn đau chỗ hố chậu phải cũng là những triệu chứng có thể gặp ở những bệnh nhân có viêm hồi tràng và viêm manh tràng. Nhóm triệu chứng thứ hai mà chúng ta nói đến đó là các tổn thương ngoài ruột. Thì như trên cái nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy rằng triệu chứng sốt kéo dài, chán ăn, gầy sút cân và thiếu máu là những cái biểu hiện cũng rất hay gặp ở bệnh ruột viêm. Và đặc biệt nhóm triệu chứng này có ưu thế ở nhóm bệnh nhân Crohn hơn so với nhóm viêm loét đại tràng chảy máu. Ngoài ra các tổn thương như loét miệng, tổn thương da, đau khớp, gan lách to, chậm dậy thì
và huyết khối tĩnh mạch cũng có thể gặp trên những nhóm bệnh nhân này. Nội soi đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cái vấn đề chẩn đoán. Trên cái nội soi thì người ta có thể tùy theo mức độ để tổn thương, để người ta nhận thấy rằng tổn thương nhẹ đó là chỉ có những hiện tượng sung huyết, dễ chảy máu hay là giảm các mạch máu đến, cho đến những tổn thương giò, mất mạch máu đến chợt loét, và nặng hơn đó là tình trạng chảy máu tự phát hay là loét. Thì đây là những tổn thương liên tục ở vùng đại tràng sẽ gợi ý bệnh viêm loét đại tràng chảy máu. Trong khi đó tổn thương của bệnh lý Crohn đó là những tổn thương loét dọc, lát kiểu đá cuội hay là các cái tổn thương ở vùng hồi tràng hay là các cái loét after, và đây là những cái tổn thương mà người ta gọi là nhảy cóc, tức là có những diện tổn thương và có những diện hoàn toàn bình thường. Cũng trong số liệu những bệnh nhân nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì chúng tôi nhận thấy rằng cái tỷ lệ mà bệnh nhân có các cái đặc điểm của cái hiện tượng tăng viêm như CRP tăng hay tốc độ máu lắng tăng cũng chỉ gặp ở khoảng 50% bệnh nhân mà thôi. Ngoài ra thì bệnh nhân có thể có các biểu hiện của tăng bạch cầu, đặc biệt tăng bạch cầu ưa axit cũng như là giảm albumin trong máu. Và việc phân loại viêm Crohn với viêm loét đại tràng chảy máu vô cùng quan trọng, không chỉ dựa trên giải dựa trên kết quả nội soi mà còn phải dựa trên giải phẫu bệnh của đường tiêu hóa nữa. Với Crohn thì có thể tổn thương bất kỳ vị trí nào của đường tiêu hóa, từ miệng cho tới hậu môn, trong khi đó viêm loét đại tràng chảy máu thì chỉ tổn thương tại đại tràng. Tổn thương của Crohn là không liên tục, còn viêm loét đại tràng chảy máu là liên tục. Tổn thương của Crohn là xuyên qua lớp cơ, có giò, áp xe, thường có hẹp ruột và có giò hậu môn đi kèm. Và trong cái nội soi để chẩn đoán thì người ta cần phải xác định ở nhiều vị trí. Do đó em bé cần phải được nội soi cả đường tiêu hóa trên và cả từng đường tiêu hóa dưới, phải được đánh giá ở nhiều mức độ khác nhau để xác định xem là cái tổn thương của Crohn nó như thế nào. Thì ở trẻ em Việt Nam thường xuất hiện Crohn tổn thương khởi phát rất sớm, tức là xuất hiện trước cái độ tuổi 6 tuổi. Và chúng ta nhận thấy rằng cái tỷ lệ mà em bé có hẹp ruột thì vẫn còn chưa cao. Và đặc biệt là mô bệnh học là một vấn đề quan trọng để chúng ta phát hiện được, xem là bệnh nhân đấy có phải là Crohn hay không. Điều này đòi hỏi sự phối hợp với các nhà mô bệnh học để phát hiện các u hạt, thâm nhiễm tế bào dưới cơ niêm hay là các trường hợp viêm loét niêm mạc hay là các cái viêm mạn tính. Và việc thay đổi cấu trúc tuyến hay không đóng một vai trò quan trọng khi mà chúng ta nhận định cái tổn thương của bệnh lý Crohn. Với viêm loét đại tràng chảy máu thì tổn thương ở dọc đại tràng có thể ở hậu môn trực tràng hay là từ đại tràng góc lách trở xuống hay là toàn bộ đại trực tràng. Với các tổn thương giải phẫu bệnh đó là viêm đáy tuyến, thay đổi cấu trúc đáy tuyến, tương bào ở đáy tuyến hay là xuất hiện ở các lớp cơ niêm. Và trong cái quá trình chẩn đoán thì chúng tôi tuân theo các cái hướng dẫn của Hội Tiêu hóa Gan Mật và Dinh dưỡng châu Âu. Khi mà bệnh nhân có những cái nghi ngờ về bệnh lý ruột viêm thì bệnh nhân bắt buộc phải được làm các cái xét nghiệm về máu để đánh giá các mức độ viêm như là công thức máu, máu lắng, được làm xét nghiệm phân để định lượng canprotectin trong phân hay là lactoferrin. Lactoferrin thì chưa được làm xét nghiệm tại Việt Nam. Và khi nghi ngờ thì bệnh nhân phải được nội soi để xác định xem đấy là viêm loét đại trực tràng chảy máu hay Crohn điển hình hay nhóm bệnh lý không phân loại. Và khi bệnh nhân có các tổn thương ở quanh vùng hậu môn hay là các cái triệu chứng ở bụng thì bệnh nhân cần phải được chụp CT ổ bụng, MRI ổ bụng hay là nội soi ruột non để xác định thêm các cái tổn thương, để từ đó có thể phân loại được cái mức độ tổn thương của Crohn như thế nào. Trên thế giới thì người ta sử dụng hai thang điểm, đó là thang điểm Montreal và thang điểm Paris, để xác định với bệnh lý ruột viêm. Ở cái thang điểm này, người ta sẽ quan tâm đến tuổi chẩn đoán, vị trí tổn thương ở đâu, đặc điểm giải phẫu bệnh là gì và có ảnh hưởng đến tăng trưởng của các em bé không. Cũng tương tự như thế, với bệnh lý ruột viêm, bệnh lý viêm loét đại tràng chảy máu, người ta cũng sử dụng thang điểm Montreal hay thang điểm Paris để xác định mức độ nặng cũng như là diện rộng của tổn thương, cũng dựa vào tuổi chẩn đoán, vị trí tổn thương, độ nặng cũng như là có ảnh hưởng đến yếu tố tăng trưởng hay không. Và vì vậy, chúng ta cần phải có phối hợp với các nhà nội soi, các nhà giải phẫu bệnh để từ đó có được cái đánh giá và điều trị một cách đầy đủ cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân đã được chẩn đoán là Crohn rồi, thì người ta sẽ có những cái biện pháp điều trị gì? Và như phần đầu tôi có trình bày, ở giai đoạn sớm là giai đoạn của cơ hội chẩn đoán sớm và điều trị hợp lý. Chúng ta chẩn đoán càng muộn thì biến chứng của bệnh nhân càng nhiều và vì vậy cái hiệu quả điều trị sẽ càng thấp. Với mục tiêu là quản lý và theo dõi bệnh nhân cho nó tốt để làm sao mà cái diễn biến của quá trình hẹp ruột hay là tổn thương biến chứng nó sẽ ít hơn. Và vì vậy, trong suốt quá trình theo dõi điều trị bệnh ruột viêm, người ta phải đánh giá mức độ nặng của bệnh dựa trên các thang điểm PCDI với lại bệnh lý viêm loét đại tràng chảy máu, với bệnh lý Crohn hoặc PUCAI với viêm loét đại tràng chảy máu và các cái marker viêm để đánh giá cho đối tượng này. Vậy thì có hai cái hướng dẫn về điều trị của Hội Tiêu hóa Gan Mật Dinh dưỡng châu Âu và Bắc Mỹ năm 2018 và cập nhật gần đây là 2020.
với mục tiêu điều trị là làm giảm mức độ nặng, mức độ hoạt động của bệnh và biến chứng, duy trì sự ổn định của bệnh, ngăn ngừa sự tái phát và tối đa hóa quá trình đáp ứng cũng như là tuân thủ điều trị. Đặc biệt là phải hạn chế tối thiểu các tác dụng không mong muốn hay là những cái tác dụng độc của thuốc, đảm bảo được sự tăng trưởng và phát triển bình thường của đứa trẻ cũng như là chất lượng của các cuộc sống của các em bé phải bình thường. Tùy theo mức độ nặng của bệnh mà người ta tiến triển, người ta quyết định điều trị theo hướng nâng bậc, tức là từ các thuốc chống viêm đơn thuần phối hợp với corticosteroid, các thuốc ức chế miễn dịch, các thuốc kháng thể sinh học hay là điều trị ngoại khoa, cũng như là tùy theo mức độ nặng của bệnh mà để quyết định điều trị hạ bậc cho bệnh nhân. Với mục tiêu điều trị là phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Dinh dưỡng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong điều trị bệnh ruột viêm vì nó có tác dụng làm giảm mức độ nặng của viêm do vai trò của dinh dưỡng, các chế phẩm sinh học và cái quá trình phẫu thuật tác động đến cơ thể rất là nhiều. Dinh dưỡng hợp lý thì sẽ hạn chế cái việc sử dụng corticoid, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ thì thúc đẩy sự phát triển của cơ thể tốt, giảm mức độ nặng của bệnh trước tuổi dậy thì. Và đặc biệt người bác sĩ phải luôn luôn tính toán về tốc độ tăng trưởng cân nặng, chiều cao với cha mẹ để tránh cái sự kỳ vọng quá mức của cha mẹ dẫn đến những cái dinh dưỡng không hợp lý trong quá trình chăm sóc cho các em bé. Dinh dưỡng điều trị cho trẻ em mắc bệnh lý ruột viêm thì có thể có dinh dưỡng hoàn toàn bằng đường miệng, dinh dưỡng một phần hay là chế độ dinh dưỡng dành cho bệnh nhân Crohn. Thì với dinh dưỡng hoàn toàn bằng đường miệng thì năng lượng được cung cấp cho trẻ dưới dạng thức ăn công thức đơn nguyên tố hoặc đa nguyên tố tùy thuộc vào mức độ thủy phân protein, với lựa chọn đầu tay là sử dụng cho tất cả các bệnh lý ruột viêm với thời gian ít nhất là 8 tuần, dao động từ 6 cho tới 12 tuần và cho ăn tăng dần mỗi 3 đến 5 ngày tùy theo cái cách thức nuôi dưỡng và con đường nuôi dưỡng. Và cái dinh dưỡng đường ruột này thì một chế phẩm đó là sữa Modulin đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Dinh dưỡng một phần đường ruột thì sẽ cung cấp từ 30 đến 50% năng lượng cho bệnh nhân, còn lại là từ thức ăn bình thường, và dinh dưỡng này không nên là đơn trị liệu để tránh cho bệnh nhân có những cái đợt tái phát cấp tính hoặc là có những cái đợt bệnh nặng hơn. Và đặc biệt với chế độ ăn loại trừ của bệnh Crohn thì dựa trên các cái nguyên tắc đó là các thức ăn bắt buộc ăn, được phép ăn và không được phép ăn, và người ta cũng chia ra làm những cái giai đoạn một cách nghiêm ngặt để từ đó tăng dần cái lượng thức ăn lên, đảm bảo cho cơ thể phát triển. Thì trong dinh dưỡng điều trị bệnh ruột viêm thì một cái sản phẩm sữa Modulin với cái thành phần năng lượng là 1,25 đến 1,5 kilocalo cho 1 ml, 100% là casein, 25% là axit béo chuỗi trung bình và đặc biệt là dầu TGF-B2 có nguồn gốc từ các thành phần casein của sữa mẹ và sữa bò. Nó thúc đẩy cái sự nó có tác dụng ức chế cái sự xuất hiện của các protein ở trên cái bề mặt biểu mô và vì vậy có tác dụng chống viêm, với thời gian nuôi dưỡng từ 6 đến 12 tuần và đặc biệt là có thể sử dụng bằng đường miệng, qua sông dạ dày hay qua sông hỗn tràng. Một vấn đề thứ hai đó là việc sử dụng các thuốc chống viêm, trong đấy có các thuốc chống viêm kháng 5 ASA, corticosteroid, các thuốc kháng purin hay là các chế phẩm sinh học. Và cơ chế của các thuốc này là như thế nào? Vì đa hóa trị liệu trong ruột viêm là cần thiết, bởi vì chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc mà thông qua các liệu pháp tế bào để làm thay đổi sự dung nạp miễn dịch, thay đổi tế bào gốc trung mô hay là thay đổi tế bào mốc triệu máu. Chúng ta sử dụng corticoid để ức chế các gen tiềm viêm cũng như là duy trì và bổ sung các tế bào miễn dịch. Chúng ta sử dụng kháng sinh để tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh cũng như là cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Chúng ta sử dụng các kháng 5 ASA để hóa ứng động bạch cầu để làm giảm cái quá trình viêm, hay là các cái thuốc kháng purin để làm tăng sinh các cái tế bào lympho cũng như là làm hoạt hóa các tế bào ở trong cơ thể, và đặc biệt là các thuốc kháng thể sinh học là cái giai đoạn điều trị đích cuối cùng cho bệnh nhân. Và mức độ điều trị của bệnh ruột viêm thì tùy cái liệu pháp điều trị của bệnh ruột viêm thì tùy thuộc theo mức độ nhẹ và trung bình. Với mức độ nhẹ và tùy thuộc theo mức độ nặng của bệnh. Với mức độ nhẹ và trung bình thì người ta sẽ sử dụng nuôi dưỡng đường ruột, sử dụng các thuốc kháng aminosalicylate như là mesalamin hay là sulfasalazine, đường uống hay là dùng đường thụt, rồi sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm. Và khi bệnh nhân có ruột viêm ở mức độ trung bình thì người ta sử dụng corticoid, có thể là prednisolone đường uống hay methylprednisolone đường tiêm trong các cái giai đoạn của bệnh nhân. Một vấn đề nữa là với những Crohn mức độ nặng thì người ta khuyến cáo rằng nên sử dụng chế phẩm sinh học sớm và phải duy trì những chế phẩm sinh học này. Corticoid được sử dụng trong giai đoạn tấn công, nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng cũng như là việc sử dụng các thuốc điều hòa miễn dịch. Thì cái hướng dẫn về điều trị corticoid thì sẽ được điều trị từ tuần thứ nhất cho đến tuần thứ 10, tùy theo cân nặng của bệnh nhân mà chúng ta có thể thay đổi. Như vậy, corticoid điều trị tấn công trong 8 đến 12 tuần,
chỉ định cho trường hợp bệnh lý ruột viêm vừa và nặng. Và liều khởi đầu thì phụ thuộc vào cân nặng và sẽ có sự giảm dần liều khi có cái sự thuyên giảm về mặt lâm sàng. Dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng tương đương như corticosteroid trong một cái phân tích gộp. Khi mà người ta đánh giá về vai trò của corticoid với dinh dưỡng thì người ta nhận thấy rằng hiệu quả điều trị là tương đương. Và hiệu quả của mesalazine trong điều trị duy trì của bệnh lý ruột viêm thì cũng có xu hướng làm nhẹ đi mức độ nặng của bệnh cũng như là các cái tiến triển bất thường. Corticoid không được chỉ định duy trì bởi vì người ta nhận thấy rằng khi mà sử dụng corticoid thì không làm thay đổi về cái tỷ lệ đáp ứng điều trị dẫn đến tình trạng phụ thuộc corticoid cũng như không làm thay đổi tỷ lệ phẫu thuật về mặt sau này. Do đó tuyệt đối không dùng corticoid kéo dài hơn 12 tuần cho bệnh nhân bị bệnh lý ruột viêm. Về chỉ định điều trị các thuốc điều hòa miễn dịch trong bệnh lý Crohn là chỉ định cho trường hợp tấn công và duy trì những trường hợp Crohn có giò hoặc là trường hợp mới chẩn đoán ở mức độ trung bình cho đến nặng hoặc là những bệnh nhân đã được điều trị nhưng phụ thuộc hoặc kháng corticoid, phòng ngừa tái phát sau phẫu thuật và đặc biệt là với những trường hợp đã phẫu thuật rồi thì bắt buộc phải sử dụng các thuốc này. Với các thuốc điều hòa miễn dịch, chúng ta có thể sử dụng 6-Mecaptopurin, Azathioprine hay là Methotrexate và luôn lưu ý là phải theo dõi trong quá trình điều trị. Như phần đầu tôi có trình bày, các thuốc sinh học hay chúng ta gọi là các kháng thể sinh học như Infliximab, Adalimumab đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong bệnh lý điều trị bệnh ruột viêm bởi vì nó tác động trên các cái tế bào TH1. Và tùy theo với lại Infliximab thì nó là một cái chế phẩm kết hợp giữa kháng TNF của người và của chuột cho nên phản ứng dị ứng nó sẽ nhiều hơn khi chúng ta sử dụng cho bệnh nhân. Còn với Adalimumab thì chủ yếu là cái kháng TNF từ người. Và điều trị bệnh lý ruột viêm bằng các cái thuốc kháng thể sinh học này như thế nào? Với Infliximab thì chúng ta được chỉ định cho bệnh Crohn và viêm loét đại tràng chảy máu sử dụng liều 5mg cho một cân nặng ở tuần 0, tuần 2 và tuần 6. Sau đó cứ 5mg cho một cân nặng mỗi 8 tuần sau đó. Và tùy theo tình trạng của bệnh nhân mà chúng ta có thể tăng liều lên đến gấp đôi. Và sau đó thì chúng ta lại giảm khi mà bệnh nhân có đáp ứng. Nếu sau 14 tuần điều trị không có đáp ứng thì có nghĩa là bệnh nhân không có nhạy cảm, chúng ta phải sử dụng các cái thuốc này. Còn với những bệnh nhân mà bị cắt đoạn ruột thì cũng phải sử dụng Infliximab 5mg một cân nặng ở tuần 0, 2, 6 và sau đó thì cũng duy trì ở mỗi 8 tuần hoặc 5mg trong một cân nặng trong mỗi 8 tuần tùy theo bệnh nhân. Với Adalimumab thì đường dùng là đường dưới da, tác dụng không mong muốn về các phản ứng dị ứng thì thấp hơn và cũng phụ thuộc vào cân nặng của trẻ. Với trẻ trên 40 cân, khởi đầu sẽ là 160mg, sau đó chúng ta duy trì 2 tuần với 80mg và rồi mỗi 2 tuần với 40mg. Và với trẻ dưới 40 cân nặng thì khởi đầu với liều là 80mg, rồi giảm xuống 40mg và duy trì 20mg trong các lần tiếp theo. Việc chúng ta tăng liều hay điều chỉnh liều tùy theo hậu quả lâm sàng để chúng ta có được những cái đánh giá. Như vậy để tóm tắt lại cho cái phần chẩn đoán của bệnh Crohn, điều trị của bệnh Crohn thì chúng ta nhận thấy rằng với bệnh nhân mức độ nhẹ thì chúng ta duy trì bằng pentasa, với bệnh nhân mức độ vừa thì chúng ta sử dụng chế phẩm sinh học nếu có, còn nếu không thì chúng ta sử dụng kháng furin và corticosteroid. Với mức độ nặng hoặc mức độ phải điều trị bệnh ngoại khoa thì trong trường hợp này phải có vai trò của các thuốc kháng thể sinh học. Và chỉ định ngoại khoa đặt ra khi bệnh nhân thất bại với các biện pháp điều trị nội khoa, tắc ruột tái diễn, giò hoặc áp xe hậu môn, thủng ruột, xuất huyết tiêu hóa, chậm tăng trưởng hay là nguy cơ ung thư. Và điều trị viêm loét đại tràng chảy máu ở trẻ em cũng dựa theo mức độ nặng, mức độ trung bình để quyết định là đơn trị liệu hay là đa trị liệu. Và cái việc mà chúng ta sử dụng cái loại thuốc kháng sulfasalazine như thế nào cũng đóng một vai trò quan trọng là xem cái thuốc đó, chế phẩm chúng ta sử dụng đó tác động ở vùng hồi tràng hay là vùng đại tràng hay vùng trực tràng để chúng ta chọn các cái chế phẩm cho phù hợp với bệnh nhân. Azathioprine thì được sử dụng dự phòng sau khi mà chúng ta đã cắt corticosteroid. Và đây cũng là một cái tóm tắt lại về cái phác đồ điều trị viêm loét đại tràng chảy máu dựa theo mức độ nặng cũng như là hiệu quả của việc lựa chọn. Nhẹ thì chúng ta dùng aminosalicylate, vừa thì chúng ta dùng aminosalicylate kết hợp với lại kháng furin hoặc có thể sử dụng corticoid, và chế phẩm sinh học thì thường dùng cho từ mức độ nặng trở lên. Và cũng tương tự như vậy thì với viêm loét đại tràng chảy máu cũng phải chỉ định phẫu thuật khi bệnh nhân có thủng ruột, xuất huyết tiêu hóa nặng, ung thư hoặc loạn sản hay là thất bại với lại những cái liệu trình điều trị nội khoa hay là tái phát, chậm tăng cân, biến chứng toàn thân hay là phụ thuộc corticosteroid. Trước đây thì người ta thường lựa chọn theo phương ứng là điều trị nâng bậc
Nhưng ngày nay thì người ta thấy rằng việc điều trị hạ bậc thì sẽ tốt hơn vì người ta căn cứ vào xét nghiệm máu, các mắc cơ viêm, căn cứ vào mức độ tổn thương trên nội soi, căn cứ vào các việc tổn thương trên chẩn đoán hình ảnh và người ta nhận thấy rằng khi mà điều trị theo chiến lược hạ bậc thì bệnh nhân sẽ ít các tác dụng không mong muốn hơn và kiểm soát được bệnh lý dài hơn. Tuy nhiên là nó lại có cái nguy cơ đó là gì ạ? Nó vì là một bệnh lý mà diễn biến không tiên đoán được trước. Do đó là gì ạ? Cái nguy cơ có các cái tác dụng không mong muốn trong quá trình điều trị bệnh ruột viêm sẽ rất là nhiều. Các nghiên cứu trên thế giới thì người ta nhận thấy rằng nếu sử dụng kháng TNF sớm kết hợp ở các biện pháp điều thì sẽ tốt hơn rất nhiều so với điều trị bằng biện pháp nâng bậc. Vậy thì trong quá trình điều trị đó, chúng ta cần phải theo dõi những yếu tố gì? Các tác dụng không mong muốn của thuốc, ví dụ như với lại kháng 5ASA thì thường gặp là nôn, tiêu chảy, đau đầu, dị ứng, thiếu máu, thiếu sắt hay là viêm tụy cấp. Vì vậy, trên những bệnh nhân này cần phải được theo dõi thường xuyên công thức máu, chức năng gan thận và nước tiểu. Với những bệnh nhân mà sử dụng theophorin thì nó sẽ có những tác dụng không mong muốn như nôn, buồn nôn, tiêu chảy, nổi ban trên da, giảm bạch cầu máu hay là tăng men gan. Và vì vậy, bệnh nhân cần phải được theo dõi ở các tháng khi mà dùng thuốc, đặc biệt là phải kiểm tra men gan, men tụy cũng như là các yếu tố về vật virus để xem bệnh nhân có nguy cơ nhiễm EBV hay là các virus mạn tính khác hay không. Với các chế phẩm sinh học thì thường gặp tác dụng nôn, buồn nôn, ớn lạnh, phát ban và mệt mỏi. Hiếm gặp hơn là các nguy cơ nhiễm khuẩn và ung thư và vì vậy trong quá trình điều trị cần phải theo dõi test lao, chụp tim phổi, công thức máu và chức năng gan của bệnh nhân. Ở trên thế giới thì người ta có cái định lượng nồng độ kháng thể sinh học. Tuy nhiên ở trong điều kiện Việt Nam chúng ta không có, cho nên tôi cũng xin phép là không trình bày chi tiết về vấn đề này. Vậy thì có những yếu tố gì có thể tiên lượng bệnh ruột viêm ở trẻ em? Đó là biểu hiện lâm sàng, lứa tuổi xuất hiện càng sớm thì càng nặng, mức độ tổn thương nặng, vị trí tổn thương hay là biến chứng. Dựa trên hình ảnh nội soi, chẩn đoán hình ảnh, gen là một yếu tố rất khó vì tới hơn 200 loại đột biến gen khác nhau. Việc theo dõi các cơ viêm cũng như là can protectin thì cũng giúp cho chúng ta tiên lượng được. Như vậy với bệnh nhân Crohn, tuổi xuất hiện sớm, tổn thương quanh hậu môn, tổn thương sâu trên kết quả nội soi, tổn thương đa vị trí tại ống tiêu hóa, đã được phẫu thuật, có các biến chứng hẹp ruột và phải sử dụng corticoid kéo dài, đó là những yếu tố tiên lượng nặng. Trong khi đó với viêm loét đại tràng chảy máu thì việc xuất hiện sớm, điều trị bằng corticoid sớm, tổn thương lan rộng, thời gian nằm viện kéo dài hay là tăng các mắc cơ viêm thì cũng là những yếu tố làm cho bệnh lý nặng hơn. Việc mà chúng ta nội soi cũng giúp cho chúng ta việc và tiên lượng được mức độ bệnh như thế nào. Việc chúng ta phải sử dụng thuốc kháng TNF sớm hay là tỷ lệ tái phát cũng làm ảnh hưởng đến các yếu tố tiên lượng của bệnh nhân. Và nếu như bệnh nhân đã được sử dụng kháng TNF rồi thì người ta nhận thấy rằng nếu như thời gian từ khi mà chẩn đoán đến khi mà sử dụng kháng TNF kéo dài thì cũng sẽ làm gia tăng cái việc mà gì ạ? Kém hiệu quả của các cái thuốc điều trị. Với viêm loét đại tràng chảy máu thì người ta nhận thấy rằng điểm Mayo, nồng độ vitamin D thấp hay là hemoglobin thấp là những yếu tố làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh nặng cũng như là tổn thương bệnh nặng. Và tăng bạch cầu ái toan hay là đáp ứng triệu chứng tốt trong vòng 4 tuần sau điều trị là những yếu tố gợi ý cho chúng ta là bệnh nhân đấy có thể có đáp ứng tốt. Và vì vậy trên thế giới thì người ta nhận thấy rất nhiều các cái nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng có mối liên quan giữa thời gian chỉ định sử dụng kháng TNF với lại trước tuổi dậy thì với lại tiên lượng của bệnh, có mối liên quan giữa đột biến gen với hiệu quả lâm sàng và nội soi, có việc có liên quan giữa kết quả điều trị dựa trên cái mức độ làm lành trên tổn thương với lại cái mức độ của bệnh. Và đặc biệt nếu như bệnh nhân sử dụng kháng TNF, định lượng nồng độ kháng TNF mà đủ sau một cái liều chuẩn thì đây cũng là những yếu tố mà mang lại những cái gợi ý điều trị cho bệnh nhân. Còn tại Việt Nam chúng ta, khi chúng ta không có điều kiện để làm được những yếu tố đó thì việc sử dụng thang điểm PCDI, PUCAI, định lượng can protectin phân cũng là những yếu tố mà giúp cho chúng ta tiên lượng cho bệnh nhân rất là tốt. Như vậy để kết luận cho phần trình bày của mình thì bệnh lý ruột viêm ở trẻ em có xu hướng ngày càng gia tăng, không có tiêu chuẩn đặc hiệu để chẩn đoán, do đó tiếp cận chẩn đoán phụ thuộc vào khai thác lâm sàng, khám lâm sàng và chỉ nghiệm xét nghiệm sàng lọc phù hợp với mục tiêu điều trị là làm giảm tổn thương nặng trên đường tiêu hóa, cải thiện các triệu chứng lâm sàng và hạn chế các biến chứng. Việc theo dõi bệnh nhân là cần thiết, cần phải có những cái theo dõi một cách cẩn thận và cân nhắc cho cái việc mà chúng ta sử dụng các thuốc kháng TNF khi mà chúng ta có được cái điều kiện. Đó là toàn bộ nội dung mà xin phép được chia sẻ với các quý đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn.